Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi đi vào nội dung thì Nguyễn xin được phép đọc tên 3 bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập 236. Đầu tiên là Khói Đốt Đồng, cũng chính là anh Hải Vân, tác giả của tập 235 và 236 ha. Thứ hai là Iron Man và thứ ba là Vũ Quốc Lợi. Còn 3 bạn comment đầu tiên là Hách Đồng, Tuấn Anh và CTN. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã nhắn tin, đã comment ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận, để khi Nguyễn ra video đó thì cái thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên để mà hiển thị cho mọi người. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên là câu chuyện của một người em rất là quen thuộc với kênh của chúng ta là em Cá. Em Cá này thì gửi cho Nguyễn Nguyễn rất là nhiều những cái câu chuyện từ trước đến giờ rồi. Và gần đây nhất là em gửi về cái câu chuyện mà Nguyễn nhớ cái tiêu đề đó là Nghiệp Báo Phá Thai. Nói sơ qua về em Cá chút xíu ha. Em thì nhỏ hơn Nguyễn tầm khoảng 5-6 tuổi. Và gia đình của em về cái phần cũ huyền thất tổ nó rất là mạnh, và đặc biệt là ông nội của em. Hiện nay là ông nội vẫn còn sống, rất là cao tuổi rồi các bạn. Góc bên nội là một cái tỉnh miền Trung rất gần với Đà Nẵng, và ông nội là một người thầy Pháp, biết trước được thiên cơ nha. Nhưng mà ít khi nào mà ông nói lắm, tại vì ông có một cái câu tâm niệm là nghiệp của ai, người đó gánh. Tất nhiên là ông chỉ giúp đỡ trong cái khả năng cho phép thôi, chứ ngoài ra là ông không có làm cái gì quá hết. Và trong gia đình của em, trong những cái tập trước thì Nguyễn kể, ngoại trừ ông nội ra thì còn có một người em gọi là dì Bảy nữa. Dì Bảy thì mất rồi và đỡ cho em rất là nhiều lần, kể cả những cái lần em gặp quỷ ở trong cái chỗ mà em thi bằng lái xe ô tô nè. Xong rồi còn rất là nhiều câu chuyện nữa. Và khi mà em đọc comment, khi Nguyễn kể xong á, em đọc comment thì em thấy là có nhiều anh chị rất là thắc mắc vì sao về câu chuyện của dì Bảy và về ông nội em. Và để trả lời cho câu hỏi của mọi người đó, là tại sao nhà em gặp vô số những cái câu chuyện tâm linh từ lúc thuê nhà có quỷ, xong rồi những cái người nhân viên con cháu trong nhà, bà con dòng họ làm xa, gia đình em bán vàng ha, tới xong rồi làm bậy làm bạ gia đình em, mặc dù ông nội biết trước, nhưng tại sao lại không thỉnh phù hay là hộ mệnh cho em cũng như là gia đình. Thì trước nhất em giải thích á, ông em nói về nguyên tắc trong nhân quả, nghiệp ai là người đó trả. Thầy Pháp hay bất kể là gì thì đều không thể thay đổi cái số mệnh, hoặc là nếu như có thì nó cũng chỉ có một chút xíu thôi. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nghiệp lực cũng như là cái phước phần của mình, chứ không thể nào thay đổi 100% được, chỉ có giảm đi hoặc là hạn chế nhất có thể. Bản thân em Cá này cũng gặp rồi, nhưng em vẫn bảo toàn tính mạng, cũng như gia đình em cũng như vậy ha. Đó là hộ mệnh và bảo vệ nhiều nhất rồi. Có một cái câu chuyện xảy ra trong cái lúc mà dịch Covid đó các bạn. Và em Cá này em bị dính Covid và em đi cách ly. Nếu mà mọi người có nhớ, trước khi lockdown thì toàn thành phố, lockdown toàn phố theo chỉ thị đó, thì bên Bộ Y tế có upload thông tin về vaccine. Thì ngay cái thời điểm đó, đó em Cá này mắc Covid rất là nặng. Nhưng may mắn cái là nhờ ba của em có mối quan hệ nên là em mới được chuyển vào cách ly và điều trị tại một khách sạn 5 sao ở ngay trung tâm quận nhất, phục vụ đặc biệt mà các bạn. Cái thời điểm em đi thì chỉ có một mình em thôi. Em nhớ rất là rõ là em ở lầu 3, phòng số đuôi là 02. Mỗi người là sẽ được ở một cái phòng riêng, không có ở chung nha. Và cái lúc mà khám, đo, đạt, chăm sóc các thứ đó thì bác sĩ kêu là tình hình của em tầm trung, có nghĩa là nửa không ổn và nửa ổn. Nó dạng giống như là kiểu là buổi tối á, thì em sẽ sốt rất là cao, và ban ngày thì em sẽ khỏe lại một tí. Và bản thân em á, trong những cái câu chuyện mà em đã kể lần trước, mặc dù là em này nè các bạn, em tập gym nè, em tập võ rất là kiểu giống như con trai vậy đó, và tính em cũng rất là giống con trai luôn, nhưng mà đề kháng của em yếu các bạn, cho nên là lúc mà đi vô nằm ở đó, bác sĩ người ta xét nghiệm máu các kiểu á, người ta kêu là em sẽ có nguy cơ bị co giật nha. Nếu mà trong lúc em sốt quá cao đó, em cảm giác là em gần hết chịu nổi rồi, thì bác sĩ có để một cái chuông báo ở ngay chỗ cái bàn
ở trên cái bàn gần chỗ em nằm đó. Nếu mà em cảm giác mà em sắp không còn đủ tỉnh táo nữa thì em cố gắng em bấm chuông để mà được hỗ trợ. Cái ngày hôm đó, tầm 11 giờ tối thì cái chị y tá có vào truyền nước cho em và cho em uống cái thuốc giảm đau. Tại vì em kể lúc đó thật sự là cái phổi của em á, nó không có đau bằng cơ thể đâu. Mấy bạn nào bị COVID thì biết rồi. Nhiều người mà bị nặng á, thì người ta sẽ rất là khó thở, đau phổi. Nhưng còn có những cái trường hợp là phổi nó không đau nhưng mà cả mỗi cơ thể các bạn. Nó đau nhất giống như là mình bị bóng đè, mình sụi lơ, mình không thể nào mà cử động được. Và uống xong những cái thuốc như vậy bao giờ nó cũng sẽ có tác dụng phụ là làm cho mình rất là buồn ngủ á. Thì em nhớ đâu tầm khoảng 1 giờ mấy sáng, em giật mình em thức dậy bởi vì em nghe tiếng rất là nhiều bác sĩ với y tá nói vọng từ bên ngoài vào đó. Nói rất là to và kiểu cực kỳ gấp rút luôn, kêu á là mang cái máy hồi tim qua đây, mang cái máy hồi tim qua đây. Thủy ơi, đẩy cái bình oxy vào đi Thủy, đẩy cái bình oxy vào đi Thủy ơi. Và cứ lào xào như vậy, em cũng lắng tai nghe nhưng mà do người nó mệt á. Buổi đêm em hay sốt mà, em ngồi dậy đâu có nổi đâu. Và cái lúc mà em cố gắng em định thần á, thì em thấy bên ngoài nó im ắng rồi các bạn. Và em nghĩ trong đầu là, thôi chết rồi, chắc là có cái người nào đó ở cái phòng kế bên, chắc là người ta không ổn rồi. Cho nên là ở ngoài mới lạo xạo như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ xong, tự nhiên khi em nghe cái tiếng bác sĩ phụ trách cho em á, bác sĩ đó tên là bác sĩ Thanh. Bác Thanh kêu á, nói vọng từ bên ngoài vào nha, bây giờ là mấy giờ rồi, làm thủ tục á, rồi gọi bên bệnh viện làm giấy báo tử, gửi cho người nhà đi. Nghe xong các bạn, tất nhiên là trong cái tình trạng mà COVID nó hỗn loạn như cái lúc đó, chưa có vaccine xong rồi sống chết không biết cái đường nào để mà nói và nằm con thân con gái nữa. Nằm ở trong một cái chỗ như vậy, có một mình à, không có ai xung quanh hết trơn, không có ba mẹ, không có người thân, không có gia đình. Nghe cái câu đó xong, kêu bệnh viện làm giấy báo tử thì có nghĩa là cái người kia chết rồi. Nước mắt em tự động lăn dài luôn. Và kiểu khi mà cơ thể mình không khỏe đó, thì cái tinh thần mình nó xuống nữa là coi như nó xuống luôn. Em cảm giác là em không thở nổi. Nó cứ nghẹn rồi nó cứ dồn dập khiến em choáng các bạn. Em bị say sẩm mặt mày mà em lại còn không còn nhìn thấy được cái gì xung quanh nữa. Mắt tự động nó lờ mờ đi. Rồi em nghe một cái tiếng tít dài ở trong tai. Cái tiếng nó bắt đầu nó lớn lắm các bạn, nó giống như là các bạn biết có cái máy đo cái biểu đồ tim chạy ở trong bệnh viện đó, nếu mà người này người ta qua đời rồi á thì cái tiếng cái thanh nó chạy ngang mà, máy tim chạy ngang mà thì nó sẽ kêu một cái tiếng tít như vậy. Mặc dù khoảng cách nằm hai phòng khách sạn năm sao có cách âm nhưng không hiểu sao nha, em vẫn nghe cái tiếng tít 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 và một hồi sau cái tiếng nó im bặt. Lúc này em cảm giác trong người mình á là em sốt rất là cao, em sốt cực kỳ cao luôn. Tại vì do trước đó đó em có được nói là em có được bác sĩ dặn là trong những cái lúc mà mình sốt quá cao như vậy nó sẽ gây ra những cái triệu chứng á, là mù mắt và điếc tạm thời. Nên em cảm giác là em không nghe nữa, mà em không nhìn thấy đường nữa. Thôi em biết rồi, thôi chết cha rồi. Có thể là mình bây giờ là mình đang bị sốt rất là cao rồi, mình không có nhìn thấy gì nữa, mình không có nghe được cái gì nữa, mình sợ quá đi. Cho nên em cố em lăn từ cái giường em đang nằm để rớt xuống đất, rồi em bò tới cái đồ bấm để trên cái bàn trang điểm á, cách cái giường chỗ em nằm độ tầm khoảng 2 bước chân thôi. Nhưng mà lúc em té xuống các bạn, cái khoảng cách từ ngay giường xuống như cái nền á, nó có được lót thảm bên dưới mà, nó không có cao lắm đâu, nhưng mà em lại không nghe thấy cái gì hết. Ví dụ như lúc mình rớt xuống ít nhất là phải kêu một cái bịch hoặc là cái gì thấy đúng không? Nhưng em không nghe thấy gì hết trơn các bạn. Cho nên là làm em càng ngày nó càng hoảng không? Em cố gắng căng con mắt của mình ra để em nhìn, nhưng chỉ thấy lờ mờ. Em tả lại nó giống như là có nhiều những cái lớp sương mù bao phủ trước mắt em vậy á. Lúc này, thần trí còn giữ được chút xíu. Em cố gắng em bò theo cái trí nhớ, theo cái hình dung, theo cái ký ức của em về cái căn phòng này. Chứ em hoàn toàn là không có nhìn thấy được đường rồi. Mà em la, em cũng la không nổi luôn. Cố gắng bò các bạn. Ranh giới sự sống cái chết mà. Cố gắng bò. Em bò. Và hồi sau á, thì em rờ thấy cái ghế rồi. Tại vì cái bàn trang điểm bao giờ nó sẽ có cái ghế không? Em rờ thấy cái ghế rồi. Nhưng mà em không thể nào với. Hoặc là em không thể nào em đứng lên nổi. Vì cái chuông á, cái chuông báo nó nằm trên cái bàn đó. Cứ với được chút xíu là em nằm ấp xuống, mệt quá em đập cả một cái ngực của em xuống đất. Em với được chút xíu em lại đập tiếp cả cái ngực của em xuống đất. Và lúc này tưởng chết không rồi á, thì em lại nghe thấy có một cái tiếng nói vào trong cái lỗ tai của em. Thở đi con.
Hai câu đó lặp lại đúng hai lần như vậy, liên tục bên tai em. Và sau đó em không biết là ai nói vậy, em tưởng là mình được cứu rồi. Thì tiếp tục có một cái tiếng nói vào lỗ tai em nữa: ráng lên con, ráng lên con. Con ơi, con thở đi con, con thở đi con. Không biết sao em tả lại là lúc này em nghe em không có sợ, nhưng mà em khóc tại vì em cảm thấy là em vẫn còn, tức là em vẫn còn nghe được, em vẫn còn thở được. Em chỉ biết là bây giờ người ta nói như vậy thì em vừa hít vô, em thở ra, xong em hít vô, xong em thở ra. Nói chung là cái tiếng nó kêu cái gì thì em cố gắng em làm đúng y chang như vậy. Trong lòng của em nghĩ trời ơi con sợ lắm. Tức là cái trong những cái giây phút, những cái ranh giới đó các bạn, thì mình hay cầu trời khấn Phật, hay khấn tổ tiên, khấn ông bà lắm. Em cứ khấn trong đầu là trời ơi ông bà ơi đừng bỏ con, mọi người ơi đừng bỏ con. Em cứ khấn trong đầu liên tục như vậy, em cứ nghĩ như vậy. Và khi mà em bắt đầu em thở được rồi đó, em bắt đầu em thở được tốt hơn một chút xíu rồi đó, thì em nghe có một cái âm thanh phát ra trong phòng, nó giống như là tiếng của một cái vật nặng gì đó rơi xuống cái thảm. Khách sạn 5 sao thì ở dưới, như Nguyễn có vừa nói là lót bằng thảm à, thì cái tiếng rơi nó tuy không lớn nhưng đủ để em biết là có cái gì đó vừa rớt xuống. Thì lúc này nè, em vẫn còn đang nằm sấp nha các bạn. Em cố gắng em xác định cái hướng của rơi của cái vật đó là cái gì, tại vì em cũng nghi á, nó chính là cái chuông báo nè. Nhưng mà em sải tay ra, em giơ tay dài hết cỡ, như em không thể nào em chạm được bất kỳ một cái gì hết. Thì tự nhiên lúc đó, giống như là khi mà mình mò tìm đồ ở dưới gầm giường á, thì mình cái tay mình sẽ hay làm vậy nè, đúng không? Đó. Thì cái lúc mà em đang co quắp, lúc bàn tay vừa mới mở ra thì tự nhiên cái chuông được đá thẳng vào trong lòng bàn tay của em luôn các bạn. Lại có một cái tiếng nói vang thẳng vào trong lỗ tai của em kêu là bấm đi con bấm đi con ráng lên con ơi. Tuy nhiên em mệt tới cái mức thật sự là em cầm cái chuông lên không nổi luôn các bạn. Nó đừ kinh khủng khiếp, em tưởng đâu là em liệm đi không rồi đó. Em nghĩ là em sống không nổi nữa rồi. Em cầm cái chuông trong tay nhưng em không bấm được. Em mới khóc, em nghĩ trong lòng là con không đủ sức rồi, con không đủ sức nữa rồi. Thì đúng cái lúc đó các bạn, em cảm nhận được là cái bàn tay của em á, ngay trên cái mu bàn tay của em nè, có một bàn tay khác nha, rất là ấm áp luôn, rất là mềm mại, cực kỳ ấm áp, cầm cái tay của em á, xong rồi nhấn mạnh vào cái nút chuông. Mồ hôi mồ kê đổ ra nhễ nhại luôn. Em biết chắc chắn là mình đang bị co giật, nhưng em nghe được cái tiếng chuông loa báo vang lên ở bên ngoài á, xong em bắt đầu em lim dim. Thì trong vô thức em lại nghe tiếp tục có tiếng nói á, là cá ơi ráng một xíu nữa con ơi, ráng đi con ơi, cá ơi ráng đi con, đừng có ngủ con ơi, cá ơi con đừng có ngủ con ơi, thở đi con, cá ơi thở đi con. Khi em gan dứt câu đó các bạn, thì em lờ mờ em thấy đó là cái cửa phòng của em được mở ra. Và cái cảm giác lúc đó em kêu là cái ánh sáng từ hành lang nó hắt vô thôi, nhưng sao mà em mừng vô cùng tận luôn. Em nghe được tiếng của bác sĩ Thanh á, bác chạy vô cùng hai ba anh chị y tá nữa, vịnh cái người của em lại, tại vì lúc đó là em đang co giật. Và chính thức ngay cái khoảnh khắc này nè, em mới nhắm mắt lại, tại vì em chịu hết nổi rồi. Nhưng mà em vẫn nghe được cái âm thanh ở xung quanh nha. Âm thanh ở đâu đó xen lẫn rất là nhiều tiếng người nói, và có tiếng bác sĩ Thanh, bác sĩ kêu á là cấp cứu đi kìa. Và trong số những cái âm thanh bác sĩ y tá hỗn loạn như vậy thì cái giọng nói nãy giờ hướng dẫn cho em á, lại vang lên tiếp. Em nghe và em nhận ra nha, người ta kêu là con làm tốt lắm, ta mừng cho con. Cứ văng vẳng như vậy, và cuối cùng là em không còn biết cái gì nữa, hoàn toàn là chìm sâu vào hôn mê. Đến buổi trưa ngày hôm sau thì em mới tỉnh dậy ha. Mà lúc tỉnh thì em thấy là mặt, mũi, miệng, tay, chân, ngực của em rất là nhiều những cái sợi dây nhỡ. Em lúc đó là phải thở bằng máy các bạn, chứ không có thở bình thường được nữa. Em chỉ mở mắt ra thôi, nhưng em không nói năng được bất kỳ một câu nào hết. Và lúc em mở mắt ra thì có một cái chị y tá đang kiểm tra máy cho em. Thì chị có hỏi em đó là em dậy rồi hả bé? Hôm qua em té xuống đất, bé có biết không? Bé bị té xuống đất vậy đó, bé có biết không? Thì em chỉ gật đầu thôi chứ đâu có nói được đâu. Rồi chị có hỏi tiếp á là em ơi, hôm qua mọi người tưởng là em không xong rồi đó. Hôm qua bé sốt tới 40 độ rưỡi lận nên là có co giật. May làm sao nha, từ tối á, gắn máy bé thở tốt nên thôi bé ráng chịu khó đi. Dây chịu khó là kiểu với cái đống dây nhợ này hết đêm nay. Rồi sáng mai hội chẩn xong bác Thanh sẽ cho tháo ra để mà thở bình thường nha. Và sau đó các bạn, mọi chuyện nó
tiến triển theo một cái chiều hướng rất là tích cực, và đến khi em đợi kết quả âm tính để trở về nhà thì em có gặp lại cái chị y tá chăm sóc em lúc trước đó. Chị tới lấy mẫu cho em thì chị đó có nói với em là: "Bé ơi, bé có sợ ma không?" Thì em cá này nghe vậy thì ngộ lắm, em mới nhìn chị xong rồi chị nói tiếp đó. Chị kể cho em nghe vụ này nè. Cái hôm mà em té xuống đất á, tất cả bác sĩ đang cấp cứu cho một ca. Bác đó là VIP nằm ở phòng 05, ở gần cuối hành lang đó. Lúc đó mọi người nghe cái tiếng loa phòng em báo rồi, nhưng mà vì đang tập trung ở đây cho nên là mọi người có sơ ý quên cái tiếng báo động ở trong cái phòng em. Và lúc mà đang nhồi tim cho cái bác kia thì nguyên ekip lúc đó nghe một cái tiếng nạt rất là to, và cánh cửa phòng đang đóng lại tự nhiên á, nó bật ra rất là mạnh luôn em. Cái cửa phòng 05 á, bật ra cực kỳ mạnh luôn. Thì em cá nghe vậy thì em mới hỏi là mọi người nghe thấy tiếng gì. Thì chị này chỉ kêu á: làm ơn cứu cháu cá, làm ơn cứu cháu cá. Khi mà tất cả mọi người trong cái kiếp trượt ngày hôm đó nghe như vậy xong, vì bác sĩ Thanh á, là bạn của ba em cá này 20 năm rồi, cho nên là bác Thanh biết tên ở nhà của em tên là Cá. Và khi mà nghe xong câu đó, tất cả mọi người đều quay ra nhìn cánh cửa bị gạt mở tung ra rất là lớn, nhưng nhìn bên ngoài thì không thấy ai hết. Và ngay lập tức lúc này biết rồi các bạn. Bác sĩ Thanh nhớ ra cho nên là bàn giao liền cho ekip trực phòng ngày hôm đó mới chạy qua chỗ của em. Thì cái chị y tá chăm sóc cho em á, thì cũng thuộc ekip của bác sĩ Thanh luôn, cho nên là có chạy theo bác. Và có một cái câu chuyện nữa nha các bạn. Lúc mà hai người đang chạy tức tốc qua bên kia đó, chị kêu cái cánh cửa phòng khách sạn 5 sao các bạn biết là nó rất là nặng luôn. Thường là mình phải quẹt bằng cái thẻ từ á. Trên tay đang cầm cái chìa khóa master, là cái chìa khóa có thể mở được tất cả những cái phòng bệnh luôn. Tất cả những cái căn phòng ở trong đó đều mở được bằng cái chìa khóa master hết. Chìa khóa chưa kịp tra vào trong cái khe thẻ từ nữa các bạn, thì cánh cửa đó tự bật mở ra rồi. Nhưng mà nó có một cái lạ hơn nữa, là nếu như mà người ở trong mở ra đó thì bao giờ mình cũng sẽ mở rất là nhẹ, tại vì cái hướng cửa đẩy từ bên ngoài vào bên trong mà. Mình đứng ở trên mình mở ra thì mình đâu có đẩy mạnh được đâu. Nhưng chỉ có bên ngoài quẹt cái thẻ từ thì có thể đẩy một cái đùng từ bên ngoài đẩy vào trong. Thì lúc đó cánh cửa mở ra theo đúng cái kiểu như vậy. Tự nhiên nghe một cái tiếng rẹt, xong cánh cửa dặn xuống đẩy một cái đùng, là có nghĩa có người từ bên ngoài đẩy vào trong. Nhưng mà khi này chìa khóa bác sĩ Thanh đang cầm, thì ai là người mở cái cánh cửa đó ra? Tới đây là nghi rồi các bạn, biết chắc chắn là có chuyện tâm linh gì rồi. Vừa mới chạy vào phòng thì thấy là em cá này nè, em đang nằm sải lai ngay trên cái sàn á, cho nên mọi người biết chắc chắn là người nhà của em về nhắc luôn. Em cá có kêu lại đó, là tới bây giờ khi mà em kể câu chuyện này cho Nguyễn Nguyễn nghe, và em mong Nguyễn Nguyễn gửi đến mọi người, thì bản thân của em á, em luôn nghĩ là lá bùa phù hộ hay là bùa hộ mệnh gì đó nó có hiệu nghiệm hay không á, tùy thuộc vào cái đức tin của bản thân mình. Và bản thân em thì luôn luôn tin ông bà gia tiên nhà em vẫn luôn hiện diện để mà bảo vệ, để mà răn đe em và những cái người ở trong dòng họ mình tin mình tôn trọng á, thì nó vẫn sẽ hơn hết bất cứ một cái hiện vật nào. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ nhất của em cá, qua tới cái sự kiện thứ hai ha. Câu chuyện mà em cá kể tiếp là về bà con xa phía bên ông nội của em. Tóm tắt, có một cái chú kia tên là chú Tí, có vợ tên là cô Hạnh. Chú Tí này là cháu của ba em. Câu chuyện này cũng chính là cái tiêu đề của video ngày hôm nay nè, và nó rất là kinh khủng luôn. Chủ đề thì không mới đâu, nhưng mà cái kết quả câu chuyện này nó tàn ác một cách không biết dùng cái từ gì để mà diễn tả. Cái chú Tí này từ hồi nhỏ may mắn là phía mẹ của chú có ông ngoại là bá hộ, giàu ba đời, và đời mẹ của chú là đời thứ ba. Còn phía ông nội của em không phải là bá hộ, cũng không phải địa chủ gì hết, mà là nho giáo bảy đời nha các bạn. Nhà của không dư nhưng mà đủ lo cho 7 người con đi học độ tú tài. Và riêng ông nội của em á, thì ham học hơn, cho nên ông là cử nhân. Nên chính vì vậy bất kể ai trong khu vực gần đó đến bây giờ luôn, từ đó đến bây giờ luôn á các bạn, đều rất là mong muốn được gả con của những cái người đó cho phía ông nội của em, vì rất là gia giáo và cực kỳ nề nếp. Thì cái năm chú Tí này chú cưới vợ đó, cơ bản mấy bác trong nhà em nhìn cái căn cơ là biết có đại họa rồi. Các bạn nghĩ đi, nho giáo 7 đời thì cái nó ở cái tầm nó khác hẳn lắm. Những cái bác lớn ở trong nhà nhìn căn cơ của chú Tí này nè là thấy có đại họa rồi. Nhưng mà được một cái là mấy bác không có chen ngang,
biết đó thì sẽ đi thưa chuyện với là ông nội của em. Tại vì ông em rất là khó. Chữ đức luôn là cái đầu tiên nha. Mà kiểu ông em mà thấy mấy anh em của ông á, nó kiểu là nề nếp tới cái mức như vậy nè các bạn. Mấy anh em của ông nội em cá này nè, nói chuyện không có theo lớp lang, dám chen hàng hoặc là cắt ngang lời của cái người vai vế lớn hơn đó, hoặc là có cái thái độ nó không có đúng mực một chút xíu thôi, lập tức là sẽ bị phạt liền. Cho nên chính vì cái lẽ đó người ta nhìn vào, người ta cực kỳ là kính nể ông bà cố của em, đến thời ông bà nội của em, vì đã giữ được cái nét đó, cái nếp, cái nề nếp gia đình đó. Thì quay trở lại với lúc mà cái chú Tí này chú cưới nè, thì ông nội của em có đi qua nói với gia đình của chú Tí, tạm gọi tên bên kia là ông A bà B đi ha. Ông nội nói là tao đến đây không phải là để ngăn cấm gì hết, tao đến đây chỉ là để dặn dò thôi. Họa không phải tự nhiên từ trên trời mà rơi xuống đâu, cũng không phải tự nhiên tới đời mày xui rủi. Tao dặn trước, tới 7 năm sau sẽ có những cái vật cản rất là lớn chắn ngang con đường tài vận của gia đình mày. Mày có vượt qua được hay không, nó sẽ là câu trả lời cho 7 năm nữa sẽ là đại họa hay là đại may mắn như là cái quẻ bói tao ra. Lúc mà nghe nói đến tài vận thì chú Tí này chú có một chút chủ quan, vì chú có mẹ với lại ba chú có dư tiền mà, chú đâu phải lo lắng cái gì đâu. Và nếu mà ước tính cái số lượng sơ sơ và cái thời điểm đó em nghe nói lại là với cái số lượng gia tài như vậy, chú Tí mà tiếp tục phát huy thì tới 4 đời sau ăn vẫn còn rất là dư. Tuy nhiên, vào năm 2016, không biết vì lý do nào mà chú với vợ chú quyết định mở cái tiệm vàng ở dưới quê và cũng bán lai rai đến độ khoảng năm 2017. Thì vì cạnh tranh đối thủ buôn bán của ba mẹ chú Tí chơi xấu làm cho đợt đó, ba mẹ chú Tí vỡ nợ luôn các bạn. Tất cả những cái số dương trong tài sản chỉ trong vòng một năm âm hoàn toàn luôn. Lúc này vẫn cố gắng cầm cự được mọi thứ qua đầu năm 2018, thì chú Tí với vợ chú có một cái quyết định là sẽ đóng cái cửa tiệm vàng một thời gian để mà bay qua Thái Lan. Thì nghe tới đây chắc chắn là mọi người biết qua đó để làm cái gì rồi. Lúc mà chú Tí đi các bạn, chú không có thông báo cho gia đình biết, càng không hề thông báo cho ông nội của em cá luôn. Nhưng ngay cái đêm chú chuẩn bị đi thì ông nội được hay tin từ ông bà bề trên báo về, thì ông cũng biết ngay cái năm 2018 này, ngày xưa ông đã nói trước rồi, là lúc chú Tí phải đối mặt với lại cái đại nạn. Ông chỉ nhắn là không có được đi, chỉ nhắn như vậy thôi. Ông kêu là đã giúp được cho chú Tí này rất là nhiều rồi, nhưng mà chú không trả lời các bạn, không gọi điện, không liên lạc được bất kỳ một cái hình thức nào luôn. Thì ông nội của em mới gọi cho ba mẹ của chú Tí là ông A với bà B đó, là nói tường tận lại là chú Tí với lại vợ chú đó lại đang chuẩn bị đối mặt với là một cái đại nạn, và nếu mà không can thiệp kịp thời đó, cho dù bỏ mạng cũng không có trả hết được đâu. Và qua hôm sau, chính thức là không còn bất kỳ một ai có thể liên lạc được với vợ chồng của chú Tí hết. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy. Cỡ một tháng sau thì ông nội mới gọi cho gia đình của chú Tí sang nhà để nói chuyện. Cái không khí lúc đó nó căng thẳng lắm các bạn. Và trước khi vô ngồi nói thì ông nội của em có ngồi thiền rất là lâu ngay trước cái bàn thờ gia tiên. Và sau đó chút xíu, ông nội có lên bàn hỏi chuyện ba mẹ chú Tí, là mấy nay có liên hệ được cho chú không? Thì ba mẹ chú lắc đầu. Thật ra là bản thân của ông nội biết rõ chuyện gì xảy ra rồi, chỉ muốn hỏi coi là thật tâm của chú Tí này, chú có muốn quay đầu để mà hối cải hay không thôi. Và lúc đó mọi chuyện cũng không có liên lạc được mà các bạn. Thì đến tầm khoảng 4 năm tháng sau, tính đến cái thời điểm gần nửa năm chú Tí và vợ của chú mất hoàn toàn liên lạc với ba mẹ ruột của cả hai bên luôn nha, thì bữa đó là đến một cái ngày giỗ lớn, cả một đại gia đình họp mặt cúng kiến đồ xong. Thì lúc mà mọi người chào nhau bà con về đó, thì có trước cái lúc đó thì có ngồi ngay bàn trà lớn ở vườn. Ông nội của em cá đi ra ngồi nhưng ông cũng không nói bất cứ một cái gì hết, chỉ nhìn về cái hướng nhà tổ đó, rồi trầm ngâm được một lúc như vậy. Thì ba của em cá này nè bất giác hỏi thăm, là hỏi ông A bà B á, là Tí á, nó có gọi về cho bác chưa? Thì hai bác đều trả lời là chưa. Thì lúc này ông nội của em mới kêu là mai nó về rồi, không cần lo đâu. Và lúc đó mọi người nghe như vậy thì cũng hết hồn lắm. Nhưng ông nội nói tiếp là cái ngày nó đi, tao biết rõ là nó đi đâu, nó làm cái gì, nhưng tao nghĩ nó đủ tỉnh táo để không có sống lỗi đạo,
Nhưng mà cái thằng này với con vợ nó bây giờ không còn cái nước nào để mà cứu chữa được đâu. Bản thân ba của em Cá nghe như vậy lập tức hiểu là ông nội đang muốn nói cái gì. Thì sau đó ông nội mới kêu tiếp á: nếu mà lỗi đạo á, không cứu chữa được thì chỉ có bán đạo, bỏ đạo rồi nhạo báng theo những cái mê tín, những cái đạo ăn hồn và uống máu tươi thôi. Việc mà nó gửi gắm đức tin cho cái tín ngưỡng khác là không có sai, nhưng phải có cái sự tôn trọng cho ông bà tổ tiên nhà mình. Nó đi thỉnh vớ va vớ vẩn rồi nó vứt hết di ảnh ông bà cô chú ruột thịt trong nhà như vậy là câu chuyện không thể nào tha thứ. Mọi người nghe xong ai nấy các bạn xanh xám mặt mũi hết trơn, tại vì cái lời của ông nội, cái tình trạng như vậy nó rất là nặng, nhưng mà không ai biết thực hư là như thế nào hết. Như ông nội đã nói như vậy chắc chắn là phải có, tại vì ai cũng biết là cái lời nói của ông nội nó có cái trọng lượng như thế nào và cái khả năng của ông nội là như thế nào. Và ông nội của Cá cũng có kêu cái năm nay nè, là như tao đã nói với vợ chồng mày, là cái năm nạn lớn nhất của nó. Tụi bay đừng có nghĩ là tao sẽ có cách giúp nó hay như thế nào nữa. Thương thì thương, nhưng mà sai á là phải răn dạy, chứ không thể nương tay. Và bây giờ nó cũng không có cách nào để mà xin xỏ ông bà cũng huyền nhà mình đâu. Kết thúc cái buổi hôm đó các bạn, mọi người đi về. Và qua ngày hôm sau đúng là chú Tí với lại cái cô Hạnh nó về thiệt. Và lúc đi về á thì ba của em Cá có kêu là hai vợ chồng ẵm thêm 4-5 con cu manh thông đi về luôn. Theo cái lời mô tả của ba em Cá thì 4-5 con cu manh thông này nó kiểu nhỏ nhỏ lắm, chứ không phải là to to giống như là trong phim đâu. Bé trai, bé gái có đủ hết. Và hai người này về tới quê rồi các bạn, không thèm qua thưa hỏi hay là kiểu thắp một cái nén nhang cho bàn thờ gia tiên. Và ông nội của em mới nói với lại gia đình của em Cá đó là ba đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà có lẽ nghiệp ai thì người đó phải gánh, không có cách nào mà chen ngang được hết. Sau cái thời gian đó độ tầm 2-3 tháng, ba mẹ chú Tí, ông A bà B này có chạy qua nhà của ông nội. Nhìn cái gương mặt đó các bạn hốt hoảng lắm kìa. Thì ông nội biết trước rồi là chắc chắn kiểu gì không có chuyện à. Ông mới hỏi là có chuyện rồi hỉ. Sau đó ba mẹ chú Tí, ông A bà B này ngồi xuống mới nói là mấy con búp bê mà vợ chồng thằng Tí nó mang về bây giờ nó không có như cái lúc trước nữa. Hồi lúc trước là tụi nó mua bánh tráng nè, mua sữa nè, mua nước ngọt thôi á, kiểu là để cúng mấy con cu manh thông, nhưng bây giờ không có cúng vậy nữa các bạn. Ông nội mới hỏi là cúng cái gì, nói nghe thử coi phải không. Thì ba mẹ chú Tí mới kêu là bây giờ toàn là cúng gà tươi với lại máu thôi. Gương mặt của ông nội không có chút nào biến sắc hết, tại vì ông đã biết trước là cúng cái gì luôn rồi. Ông em mới kêu á: tôi biết trước là câu chuyện nó sẽ như vậy, bây giờ hai người tính sao? Thì cả ông A với bà B, ba mẹ chú Tí im lặng các bạn, không nói một câu nào hết. Thì ông nội mới kêu tiếp là kể từ khi nó về, tao cũng chưa lần nào qua nhà nó, cũng chưa từng nhìn thấy mấy cái đồ vật nó đem về. Nhưng chắc chắn với tụi bay là tà khí nó rất là mạnh. Và vì tà khí mạnh như vậy đó, cho nên là ông bà trong cái củ huyền thất tổ của nhà mình không có cho qua. Vậy thì tụi bay hiểu rồi đi nha. Chính tụi nó có mong muốn sống như vậy, tao đã cảnh báo từ 7 năm trước, cảnh báo trước khi tụi nó đi, nhưng mà tụi nó không nghe. Thì đừng có than vãn hay là khóc lóc cái gì hết. Tao biết là bay lo cho nó, nhưng mà nếu muốn để đức thì từ bây giờ bay lên chùa bay ở đi. Bay phát tâm để đến lúc nào đó sẽ phải rất là cần. Còn nếu muốn quay về đó thì một lúc nào đó, cái mạng của tụi bay sẽ là đồ ăn của những cái thứ mà nó đem về. Tao nói vậy là tao đã tiết lộ thiên cơ rồi. Tao thương hai đứa bay, thương con thương cái, nhưng đến cái giới hạn này là hết rồi. Cái chữ đức, cái chữ nghĩa đó của vợ chồng nó đã hết ngay từ lúc nó bước sang nước ngoài. Tao mong về già đó, hai mày nghỉ ngơi đi. Đời này ăn miếng trả miếng thôi. Đừng có chen ngang nghiệp của bất kỳ một ai hết á. Vì đó là cái hành động khiến cho cái linh hồn chết đi sẽ mãi mãi bị lưu đày và không có siêu thoát được đâu. Dù ngoài miệng của ông nội nói là không thể làm gì được, nhưng mà bản thân em Cá này trong những cái lần về quê em đã biết, em đã thấy nha. Kể từ lúc mà bước vào năm 2018 á, tính theo ngày âm các bạn, ông nội em bắt đầu ăn chay nè,
Ông nội ngủ ngoài cái nhà thờ tổ kể từ cái lúc đó luôn. Và đêm nào á cũng nghe ông nội ngồi tụng kinh niệm Phật hết trơn. Và ngày nào cũng ra mộ của ông bà rồi các bác để mà lau dọn hết. Và nhà em biết tuy là ông nói không can thiệp thôi, nhưng ông vẫn muốn cứu chữa mọi thứ một cách thầm lặng như vậy. Thì độ khoảng một tuần sau khi mà ba mẹ chú Tí qua nói về câu chuyện là bây giờ phải cúng máu máu tươi với lại thịt gà sống á, cho mấy con cung anh thông mới đó. Độ khoảng tầm một tuần sau giữa đêm, bà nội chạy lên đập cửa phòng của ba mẹ em nha. Bà nội nói á, là thôi chết rồi tụi bay ơi, nhà thằng Tí á, nó cháy rồi, nhà thằng Tí á, nó cháy rồi. Và lúc đó ba đi thôi chứ mẹ không đi, mẹ ở nhà với bà nội. Và lúc chạy ra đến đó đó, ba kêu á, là đã thấy ông nội đứng sẵn ở ngay chỗ đó luôn. Lúc mà cứu hỏa đến dập xong thì ba mới chạy ra chỗ của ông nội và kêu là ba hay tin từ khi nào. Tại vì cái thời điểm đó là ông nội chỉ ngủ trong nhà thờ tổ thôi chứ không ở nhà mình nữa các bạn. Ba em nói là ban nãy con đi vội quá không có kịp báo cho ba biết, nhưng đến đây là thấy ba đứng rồi. Thì ông nội mới trả lời là ông bà về báo trước, nói đêm nay là hướng 10 giờ sẽ rực sáng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nghe vậy thì ba cũng biết là nhà thằng Tí rồi. Ba sang đây á, đã thấy thằng Tí ẵm mấy cái con búp bê cung manh thông á, nó thỉnh ra ngoài. Nhưng mà con ơi, ba lại chẳng thấy vợ nó đâu hết. Nghe xong kiểu ba của em cá này sốc lắm chứ các bạn. Ba của em cá này tên là chú Hổ à. Chú Hổ sốc quá trời sốc luôn. Tại sao là thằng chồng chạy ra lại ẵm mấy con búp bê cung manh thông ra ngoài, cứu mấy con búp bê, còn vợ mình đâu thì lại không thấy. Thì biết chắc chắn là cái cô Hạnh đó có kẹt lại bên trong rồi. Thì ba em kiểu sốc quá, ba kêu là trời ơi ba ơi, chẳng lẽ thằng Tí nó không cứu vợ nó mà nó lại cứu mấy cái thứ đó đi trước hả ba? Thì ông nội gật đầu. Khi này nghe tiếng khóc nhiều lắm các bạn, biết là có thiệt hại về người rồi. Nghe tiếng khóc rất là nhiều luôn. Rồi nghe tiếng của mấy anh cứu hỏa đó, và cả tiếng của anh Tí, ảnh gào khóc tên của vợ ảnh. Tuy nhiên cái miệng thì gào tên vợ của mình, Hạnh ơi, Hạnh ơi, Hạnh ơi. Nhưng mà hai tay của anh vẫn ôm khư khư hai con búp bê của Minh Thông. Chú Hổ này mà chú mới chạy qua, chú chửi quá trời luôn, chú kêu là Tí, mày điên rồi hả? Mày điên rồi đúng không? Vợ mày mà mày không cứu, mày không kéo ra mà mày ôm hai con nẻ đây, rồi mày gào khóc cái gì? Thì tự nhiên ông Tí đó các bạn, ông bật cười. Ông bật cười, đang khóc ông bật cười luôn. Sau đó, ông từ từ ông quay đầu qua nha, hai con mắt ông trợn lên để mà nhìn thẳng vào mặt của chú Hổ. Ông Tí đó ông đứng lên, ông bước gần tới chỗ của chú Hổ nha, vừa đi ổng vừa cười một cái kiểu nó rất là man rợ lắm các bạn. Chú Hổ chú kể lại là nhìn cái mặt nó giống như là một con quỷ vậy đó, giống như là một cái thằng bị thần kinh vậy đó. Nó cứ nhe nanh ra, tức là nhe cái miệng ra cười xong mắt cứ trợn lên như vậy. Thì lúc đó chú mới thấy, chú Hổ thấy chú cũng đã nghi nghi rồi, phải biết là ông nội nói như thế nào rồi. Lập tức ông Tí này nè các bạn, ông mới định lấy cái con cung anh thâu ổng đang ôm ở trên ngực á, ổng đánh vào người của chú Hổ này. Nhưng mà ông nội của em chụp cái tay của chú Tí lại, nhìn chú Tí rồi kêu á, tao cấm mày đụng vào gia đình tao, tao nói trước, đây không phải là cái lời tao cảnh báo mày, mà cái lời tao á, tao răng mày trước, mày nhớ cho kỹ nha, đừng có sót một chữ nào, tao cấm mày đụng tới gia đình của tao. Thì ông Tí đó bắt đầu ông hét lên các bạn, ông la làng la sớm, ông hét lên giống như là một cái con thú hoang bị dại đó. Xong ông cười dưới cái sự chứng kiến của những cái bác trong gia đình của em cá này và những cái anh chữa cháy luôn. Thì chú Tí mới nói tiếp á, ông để hai ông bà già lên chùa thì con vợ tôi mới bị như vậy, ông muốn nếm thử không? À mà tôi không có đụng được vô ông rồi, nhưng mà con cháu của ông thì dư sức để tôi làm. Chú Tí này nói với cái giọng điệu là kiểu hăm dọa như vậy đó các bạn. Quay qua nói tiếp với lại chú Hổ, ba của em cá đó. Anh muốn không? Anh muốn cả nhà anh chết theo kiểu nào? Chết khét khét giống vợ tôi, hay là muốn nằm ngủ xong rồi đi? Sau đó bật cười tiếp. Trời ơi, lúc đó thậm chí chú Hổ là một cái người đàn ông tuổi dần mà chú nghe xong mà chú cũng còn hơi ớn da gà. Tại vì cái thằng này á, nó bây giờ nó không phải người nữa rồi các bạn. Nó nghĩ sao mà nó dám kêu á, là mày muốn gia đình, anh muốn gia đình anh chết kiểu nào? Chết khét khét là chết cháy giống vợ tôi, hay là muốn nằm ngủ rồi đi? Thì lúc đó ông nội đứng kế bên mà các bạn, ông nội dữ mà, ông mới chỉ thẳng mặt chú Tí, ông nội kêu á, là tao không muốn lặp lại cái lời vừa rồi vì tao nghĩ mày hiểu. Mày dư sức làm cái điều đó, nhưng tao cũng dư sức tao bóp chết cái thứ mà mày đang ôm trên tay á, khi mà tao chưa cần niệm chú nó, mày tin không? Mày dư sức hiểu tao đang nói cái gì và dư sức biết tao sẽ làm được cái gì mày. Tao mà đã trứng rồi đó, thì chắc chắn cả mày và cái thứ mà mày đang ôm đó, kể cả cái ông thầy hỗ trợ mày á, mãi mãi là không có siêu thoát được đâu.
mình nghe rõ chữ tiếng. Và lúc nói như vậy đó các bạn, mấy cái bác ở trong tộc á, đứng xung quanh nghe hát mà, mấy bác kiểu kêu luôn. Mày biết bảy đời nhà mình do giáo, bảy đời nhà mình là nho giáo, bảy đời nhà này chưa một lần chăm trước cho cái thứ bất hiếu, chưa bao giờ chăm trước cho cái loại như mày. Nhưng cái loại như mày tụi tao dư sức, nhưng mà chưa có lệnh của ông bà bên trên á, thì tụi tao không có được đụng vô. Nhưng mà khi có rồi, chỉ trong vòng một canh giờ từng mạng sẽ nằm xuống theo nguyên tắc thôi. Mày nên dừng lại trước khi mà lệnh của ông bà, đây là cách cứu vãn cuối cùng. Tụi tao biết mày giết những ai trong những cái ngày tháng qua để mà mày có được những thứ mày muốn. Mày ỷ mày học được thuộc đó là mày hơn người hả? Ba mẹ mày lên chùa ở, không phải muốn lên là lên đâu. Tụi tao phải xin, phải thay mặt mày để cầu xin mày, có hiểu không? Ba mẹ mày già rồi, không báo hiếu được thì đừng có làm khổ ông bà. Còn mày, tụi tao đã biết từ trước chắc chắn sẽ có ngày hôm nay. Nhưng tao không nghĩ là mày tàn nhẫn mà đánh đổi như vậy. Gia đình tao nhiều lần thấy bóng dáng 4 năm con ma mà mày thờ phụng, 5 lần 7 lượt muốn giết chết cả nhà bác Út mày. Tụi tao biết mày sẽ diệt từ bác Út đến tụi tao, rồi chốt hạ là nhà ông nội của sắp nhỏ. Tụi tao già rồi, đầu bạc, nhưng không có nghĩa là mày có thể leo lên đầu tụi tao ngồi được đâu. Mày chuẩn bị đi, chỉ cần đợi lệnh bên trên xuống là tụi tao sẽ làm cho bằng hết. Không khí nó rất là căng thẳng luôn các bạn. Mấy bác lớn tuổi trong nhà nói như vậy rồi, gia đình em bảy đời nho giáo thì các bạn biết là cái đạo hạnh nó như thế nào. Và lúc đó ông nội có nói thêm đó, là mày dừng lại được rồi tí, sẽ có người cao tay hơn mày vực ngược lại mày. Không phải tụi tao không, mà còn những người mày hại đó, sẽ có nhân duyên tìm được người cao tay hơn để trứng mày. Mày dừng lại ở đây, mày trả nghiệp đi, đủ rồi đó. Và tất nhiên các bạn chắc chắn là ông Tý đó, ông không chịu rồi. Ông cứ cười xong ông chửi, ông nói quá trời nói luôn. Tại vì chỉ vỏn vẹn, các bạn biết không, lý do vì sao ông không chịu nè. Vỏn vẹn kể từ lúc mà ông Tý với vợ ông về Việt Nam chưa đầy 6 tháng, đã mở rất là nhiều cửa hàng bán đồ phong thủy tâm linh từ Thái Lan. Rất nhiều người lui tới, chú Tý này cũng mua được đất đai nhiều khu vực, chủ rất là khó luôn. Tại vì đất ông bà để lại mà, nên là người ta đâu có muốn bán đâu. Nhưng mà vẫn bán cho chú Tý bằng một cách nào đó. Và nghe nói là người ta năn nỉ để được bán luôn đó. Và theo như những cái lời của mấy bác kêu á, là ông Tý này ông chơi ngải và ông sai khiến Kumantong theo ám, kéo trùng tan dữ dội. Mà có một cái vụ là bạn thân của vợ chồng ông Tý này có thai sớm hơn vợ chồng của ổng. Và do là cô Hạnh đó cảm thấy thua thiệt, cho nên là có sai khiến những cái con Kumantong á, cái người vợ của bạn thân chú Tý nha, bụng mang dạ chữa các bạn, mà bị bốn năm con Kumantong ếm vô trong bụng, đến nỗi mà cái chị đó, cái cô đó, cái bụng bị chướng lên và phải đi cấp cứu. Nhưng mà chết trên bàn mổ, chết cả mẹ lẫn con luôn. Và chồng chị đã biết được là thằng này nó chơi như vậy, nên là có tìm thầy để mà trấn, nhưng mà không được. Ông thầy đó ông yếu cơ quá, nên anh này ảnh oán hận quá mà các bạn. Giống như là ví dụ mà bây giờ mình rơi vào cái bước đường cùng rồi đó, dồn vào đường cùng rồi, vợ chết, con chết, xong rồi tài sản lại bị như vậy, mà không có cách nào để mà chơi ngược lại thằng kia hết. Nên là cái chú kia chú uất hận lắm, chú uất ức lắm, chú tự tử luôn. Có rất là nhiều người đến thỉnh những cái đồ vật bùa chú những cái tấm binh phù mà mua từ Thái Lan về đó. Nhưng mà đến giữa trường, có thể vì họ quá là kinh khủng, họ quá là sợ đi, nên là họ xin gỡ ra, nhưng mà không, họ không nuôi nữa. Nhưng mà cái lúc mà chú Tý này nhận lời rất là vui vẻ nha. Nhưng mà đến lúc mà ai muốn định gỡ ra vậy đó, thì vợ chồng chú sẽ cử 4-5 đứa Kumantong đi qua để mà ám hại gia đình người ta. Và về những cái con Kumantong này á, nó chính là ngải đen. Thường phép bên Thái á, nó sẽ có phép trắng và là phép đen. Và 4-5 con này mà nó mạnh tới mức như vậy, mà nó giết người thì chỉ có thể là phép đen thôi. Và nó được lệnh giết là giết. Và nếu như á, mà ông nội của em có kêu xuống, em cá có nói trong email, là nếu như mà ai có tìm hiểu chuyên sâu về Kumantong á, thì sẽ biết rất là rõ những cái con Kumantong phép đen á, nó có tên gọi là phép đập. Và đây là cái ngải đen cực kỳ là tàn ác của Thái Lan. Và em có nói là trong số những cái người đến thỉnh Kumantong nha, em biết có một cái người là hot TikToker đã từng thỉnh của chú Tý luôn, nhưng mà em không có tiện nói tên. Và hiện tại người đó cũng xém xíu là lụi tàn đời rồi, nhưng mà may mắn là kiếm được cái ông thầy giải bên Thái. Và hiện tại cái tình trạng của ông Tý này nè các bạn, sau tất cả những cái câu chuyện buồn ngải nguyện kể, nó chỉ có một cái kết quả cuối cùng nè, là ông Tý ổng đang ở trong bệnh viện tâm thần Trung ương 1 Hà Nội.
Và lý do vì sao mà ông lại bị tâm thần là do một trong số những cái người mà bị vợ chồng ông Tín này tìm cách hãm hại bằng bùa chú đó. Thì có một cái người á, người ta được giải ra bởi một cái ông thầy Pháp. Ông này là thầy Pháp gốc Trung Hoa ha, sống ở khu vực quận 6 Sài Gòn mình nè. Và cái người này theo như ông nội của em cá nói á, là căn cơ chắc là còn giỏi hơn ông nội nữa. Và khi người này gỡ ra nha, người ta theo mấy cái câu chuyện cô Minh Thông trước giờ đó, thì Nguyễn có kể chắc là các bạn cũng nhớ là theo nguyên tắc sẽ đem qua bên Thái rồi gửi cái nhà sư rồi nhờ gieo duyên cho cái người muốn nuôi hoặc là sao đó. Nhưng người này không, ông thầy Pháp Trung Hoa này các bạn, ổng trứng thẳng và giải luôn phù chú và ổng khuyến mãi một vé cho ông thầy mà làm cái con cu Minh Thông cho vợ cho ông Tí đăng xuất khỏi trái đất luôn các bạn. Và riêng bản thân ông Tí này nè, bản chất ổng là phải trả mạng, nhưng mà vì ba mẹ của ổng lên chùa làm công đức hồi hướng cho chú Tí, cho nên là chú Tí được ân xá theo một góc độ nào đó, nhưng mà chưa chắc là sướng bằng cái chết đâu. Tại vì ổng sống tâm thần như vậy là sống không bằng chết, mỗi một ngày trôi qua nó đều là cái địa ngục trần gian hết. Ông nội em á, sau khi mà xem quẻ ra và nói là cái ông thầy mà giải cái phép cho vợ chồng người kia, mà cho cái ông thầy làm phép đầu tiên cho vợ chồng chú Tí á, mà chết luôn đó. Cái ông thầy Pháp sư Trung Hoa này, ông vẫn rất là nhân từ cho chú Tí, cho nên là chú Tí mới còn giữ lại được cái mạng như vậy. Còn về phần ông bà gia tiên của nhà em cá, lúc mà có về để mà sang tay sang lời á, thì cũng chỉ kêu là nghiệp ai á, người đấy nhận và gánh, cứ can thiệp mãi á, thì không thể nào mà khôn lớn được đâu. Và xuyên suốt câu chuyện, mọi người cũng thấy là ông bà trong gia đình của em cá rất là khắc khe, rất là nề nếp với con cháu, răn dạy đâu đó đàng hoàng và kêu là số ai an bài là phải như vậy rồi. Bây giờ có thay đổi được hay không á, nó còn là do cái phước phần, là do những cái duyên lành mà mình gieo. Nhưng bây giờ thay vì tìm cách để mà thay đổi cái vận mệnh á, bằng cái cách mà mình phải cố gắng hơn từng ngày, bằng cách là mình lao động, mình làm việc, mình hướng tâm về cửa Phật, làm như vậy thì hẳn làm chứ đừng có làm theo những cái cách giống như là chú Tí, vay mượn những cái thế lực tâm linh tà ác, cúng bái, chơi phép, chơi ngải để mà hại người, để đạt được cái mục đích của cá nhân mình, thì cái kết quả không bao giờ là nó tốt hết. Việc mà em cá này không theo ông bà đó, vì bản chất là căn duyên, duyên số của em không có, nên là em không có nối nghiệp của ông bà được. Chính vì vậy nên em cũng không có ràng buộc. Mọi thứ em cứ thuận theo cái duyên trời, tới đâu thì em hay tới đấy, và một lòng là hướng về những cái điều tốt đẹp, hướng về cửa Phật để mà tu tâm dưỡng tính, phát triển con người của mình hơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của em cá, qua đến câu chuyện thứ hai của một người bạn trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn ha. Bạn này tạm gọi tên là Cường đi. Câu chuyện này Cường kể về một cái khách sạn ở trên Đà Lạt, nơi mà Cường đã có một cái thời gian làm việc rất là dài rồi. Khách sạn này bạn giấu tên nằm ở trên đường Phan Đình Phùng, được xây dựng từ trên cái nền đất trước kia là một cái khu đất chợ đó. Nghe câu chuyện thì là do giải tỏa chợ cũng chậm nên khách sạn được xây làm hai phần, và sau khi hoàn thiện mới nối nhau thành một cái phần lớn, đó là người ta xây xong phần trước. Thì sau đó là mới chừa cái chỗ phần sau, nó giải tỏa xong thì xây lên phần sau và đập thông để nối thành một khách sạn lớn ha. Và khách sạn này chủ yếu là phòng 1 giường và 2 giường, riêng chỉ có một phòng được xây là phòng tập thể có 4 giường ở trên tầng 3. Và do là khách sạn cũ, thiết kế cũ, nên là cái bình nước nóng ở khách sạn sử dụng là loại bình nước nóng cái kiểu ngày xưa các bạn, là cái bình nước gián tiếp, kiểu là nó dễ bị rò điện lắm. Và ở Đà Lạt thì không có máy lạnh, nhưng khách sạn nào cũng phải có máy nước nóng ở trong toilet hết. Và cái sự việc xảy ra khi có một cái đoàn học sinh sinh viên vào ở tại căn phòng này nè, cái căn phòng tập thể đó, và có một em sinh viên không may mắn khi đi tắm đã bị điện rò từ cái bình nước giật chết ngay trong phòng tắm luôn các bạn. Câu chuyện này xảy ra vào cái ngày đó bạn Cường này bạn còn nhỏ, nên là không biết có được báo đài gì đưa tin hay không, nhưng câu chuyện bình nước kiểu cũ bị rò điện xảy ra rất là nhiều rồi. Nhưng mà sau đó những cái câu chuyện tâm linh diễn ra. Những cái người khách đi vào trong đây nào, họ kêu á, đêm đêm ngủ đều bị ghẹo hết các bạn, bị giật mền, bị kéo chân, bị dựng giường không cho ngủ. Và ở trên tầng thượng của khách sạn có một phòng là phòng gym, nhưng mà chỉ là cái phòng nhỏ thôi, đã không được lâu ngày giãn khách, người ta vô ta không cần nữa đó, nên là dần dần người ta bỏ phòng gym luôn, không sử dụng nữa, nên phòng này được cho các anh hướng dẫn viên với lại tài xế đoàn đó mượn để mà ngủ qua đêm.
Và căn phòng đó nó có cái cầu thang bộ thông từ tầng hầm đi lên trên tới tầng thượng này luôn ha. Và trong cái phòng này các anh hướng dẫn viên và bác tài cũng bị trêu ghẹo không cho ngủ các bạn. Và qua rất là nhiều những cái sự kiện tâm linh từ sau cái chết của cái anh học sinh sinh viên kia, thì cái người chủ khách sạn quyết định là xây một cái am ngoài trời ở trên cái sân thượng để mà thờ cúng thắp nhang, và căn phòng 4 giường được cải tạo lại. Được xây thêm một cái vách ngăn chặn lại cái phần cuối của phòng có cái cửa ra vào nhà tắm á, lại để mà cho tài xế với lại hướng dẫn viên ngủ. Vì cái khách sạn thường nó sẽ có phòng hỗ trợ cho hướng dẫn viên và tài xế nghỉ qua đêm. Mặc dù là xây dựng cúng kiến tách cái phòng tắm đó ra rồi, nhưng mà sự việc vẫn diễn ra. Những cái người hướng dẫn viên vẫn bị treo ghẹo không cho ngủ, vẫn bị kéo rèm, vẫn bị kéo mền, cái cửa tủ gỗ tự động mở ra. Cái tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang lên đều đặn mỗi khi có ai đó là người sống ở trong những cái căn phòng như vậy. Và có một số tài xế chịu không nổi các bạn, giữa đêm đã phải bỏ ra khỏi phòng ôm mền xuống xe nằm ngủ. Và cái câu chuyện trực tiếp, cái sự kiện đầu tiên mà bạn Cường này bạn được trải qua nè. Bạn tạm vào làm lễ tân cho khách sạn này tầm khoảng năm 2015-2016 để mà chờ xin công việc khác. Và việc làm lễ tân của bạn thì nó cũng tương đối là cực ha, làm 24 tiếng luôn. Từ 1 giờ trưa hôm trước đến 1 giờ trưa ngày hôm sau và nghỉ liên tiếp 2 ngày sau đó. Và cái thời gian mới vào làm thì bạn cũng không có để ý gì nhiều đâu. Chỉ có điều là phần phòng toilet và cái phòng dành cho nhân viên á, sau khu vực quầy lễ tân nó hơi âm u. Bạn cảm giác nó âm u, nó ẩm mốc và nó kiểu nó cứ lạnh sống lưng sao đó. Và do cái khu vực này, thêm một điều nữa là do khu vực này là khu vực cầu thang bộ thông từ tầng hầm lên tới cái phòng sân thượng. Ít người qua lại, và phía sát cái cầu thang thông bộ này á, nó là cái phòng để lễ tân nghỉ lại ban đêm. Và do là ngủ nó khuất sáng á, nên cái cảm giác ẩm thấp nó ngợp mà nó lạnh lắm. Và cái sự việc đầu tiên bạn gặp là khi bạn ngủ á, thường xuyên bạn bị bóng đè luôn nha. Và các lần bạn bị bóng đè bạn đều niệm Phật. Đang ngủ tự nhiên thấy tay chân cứng đơ ở trên, mở con mắt ra thì thấy là mấp ma mấp máy có mấy cái bóng đang đứng ở dưới cái chỗ nằm của mình. Và những lần như vậy bằng điều niệm Phật hết. Bằng niệm là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lúc mà tỉnh dậy là mồ hôi mẹ mồ hôi con của bạn đổ ra như tắm, mà nó ướt cả một cái sàn luôn. Và lúc mà nằm xuống cơ thể rất là mệt, bạn ngủ mê man cho tới sáng. Và trong tất cả những cái đêm trực ngủ là khách sạn, bạn đều nghe thấy nước chảy từ trong toilet nhân viên ở sát bên á, và nghe cái tiếng bước chân đi lên đi xuống, đi lên đi xuống rất là đều đặn ở ngoài cầu thang. Và nhân sự trong khách sạn này cũng đơn giản lắm, chỉ có 2 bạn admin chuyên nhận booking và thêm 2 bạn nữ làm lễ tân thôi. Và Cường thấy như vậy thì cũng không có kể lại cho 2 bạn nữ kia nghe, chỉ kể cho 2 cái người admin á. Cho nên là sau đó trong phòng cũng bắt đầu là người ta để tỏi nè, và bản thân Cường cũng có để một cái con dao ở dưới cái nệm gối bạn nằm. Và mọi chuyện cũng êm êm được khoảng tầm 1 tuần, nhưng mà tới một ngày cao điểm, bạn mất ngủ cả một đêm rất là dài. Và vào lúc đó khách sạn vào cái mùa vắng, tầm khoảng tháng 10, tháng 11 thì ít người đi du lịch, cho nên thời gian này khách sạn trống và cái cảm giác nó lạnh lẽo hơn trước rất là nhiều. Và cái hôm đó cũng là cái ngày mà Cường trực cái bữa tối. Bạn có vào trong phòng để bạn ngủ, và lần này bạn thật sự là mất ngủ luôn khi bạn nghe thấy cái tiếng động á, nó giống như là cái tiếng cào lên cửa các bạn. Cái tiếng móng tay á, nó có cào sột soạt rẹt 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 lên cái cửa. Cái phòng này á, là loại cửa khung gỗ phía dưới và phía trên nó là cửa kính. Nhưng mà cái lớp kính nó là loại kính đục có vân chứ không phải là kính trong, để tránh cho những người bên ngoài nhìn vào phòng. Và bạn tả lại cái tiếng cào á, cái tiếng ma sát trên đó nó diễn ra rất là lâu luôn, và bạn không biết phải làm sao hết. Chỉ ngồi niệm Phật và chờ. Và bạn khi mà mệt quá rồi á, thì bạn nằm ngủ cho đến sáng chứ không có dám cục cửa gì nữa. Và cái sự kiện tiếp theo là kể từ lúc cái bác bảo vệ khách sạn qua đời do đột quỵ. Và khi khách sạn chưa tuyển được bảo vệ mới á, và bạn Cường này bạn được chủ nhờ ra nằm trước sảnh lễ tân để mà canh, thì bạn cũng khăn gói khăn nệm ra phía trước để ngủ thôi. Nhưng mà vẫn tiếp tục bị bóng đè, nhưng lần này bị đè nặng lắm. Bị đè mà bạn thấy là có người ngồi mà bóp cổ của bạn luôn, đến cái độ bạn niệm Phật cũng không thoát ra được nha. Bạn tưởng bạn chết không rồi đó. Chỉ tới khi nghe có cái tiếng còi xe nó bấm một cái đùng, tức là cái tiếng xe nó bấm in 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 in, bấm rất là lớn. Cho nên là bạn mới may mắn, bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Do khách sạn này là nằm ngay mặt tiền đường Phan Đình Phùng luôn ha. Và trong cái khoảng thời gian này, bạn cũng liên tục gặp những cái hiện tượng á, là bạn bị chó ma cắn do cái nhà đối diện bên đường khách sạn có tang.
Từ cái ngày nhà đối diện bên đường tổ chức đám tang xong là đêm nào chó cũng sủa rất là inh ỏi, bạn thì bị bóng đè đủ thứ chuyện trơn. Chỉ sau khi 49 ngày thì không còn thấy chó sủa nữa, nhưng những cái câu chuyện tâm linh trong khách sạn trên đường Phan Đình Phùng này vẫn tiếp tục diễn ra. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện mà bạn Cường gửi về cho Nguyễn Nguyễn, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn xin được phép cảm ơn em cá cũng như bạn Cường đã gửi về cho Nguyễn những cái sự kiện tâm linh để Nguyễn có thể kể trong cái video tập 237 này ha. Cảm ơn hai em, cảm ơn em cá và bạn Cường rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email nè, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group Ca Nhỏ An số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.